diễn biến từ AFC Champions League, còn bây giờ là những diễn biến từ UEFA Champions League. Thời điểm diễn ra trận chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2016-2017 đang được tính bằng ngày, và chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về hai đội bóng tham dự trận chung kết tại Cardiff, đó là Real Madrid và Juventus. Mặc dù trận chung kết UEFA Champions League vẫn chưa diễn ra, thế nhưng không khí xung quanh trận đấu này đã và đang nóng dần lên qua từng ngày. Hai câu lạc bộ có mặt trong trận chung kết, Real Madrid và Juventus, đều có cách riêng để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ của mình trước trận đấu. Nếu như Juventus chọn cách sử dụng một chú ngựa vằn để giúp các thành viên đội bóng có được sự thư giãn, thì Real Madrid lại đưa lên những hình ảnh ăn mừng trước vô địch Champions League của đội bóng mùa giải trước. Theo một thông tin trên tờ Goal.com ngày hôm nay, câu lạc bộ Juventus đã gặp phải một tình huống khá hy hữu. Huấn luyện viên Massimiliano Allegri của câu lạc bộ đã gặp phải một chấn thương cơ và nhiều khả năng sẽ phải đưa ra những lời chỉ đạo trên băng ghế sau của sân vận động Thiên Niên Kỷ, nơi diễn ra trận chung kết. Và thêm một thông tin rất đáng quan tâm, đó là hai đội bóng gồm rất nhiều những ngôi sao đã giải nghệ như Cafu, Deco, Eder Gudjonsson hay Marco Materazzi sẽ đối đầu với nhau vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ năm theo giờ địa phương. Hai đội bóng này sẽ được dẫn dắt bởi huyền thoại của AC Milan, Ruud Gullit, và huyền thoại của Real Madrid, Emilio Butragueno. Đây chắc chắn sẽ là một cách không thể tốt hơn để hâm nóng bầu không khí vốn đã rất cuồng nhiệt trước thềm chung kết UEFA Champions League.